Ok, xin chào các bạn nha. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tạo được cái file torrent ở trên ngay trên cái NAS của chúng ta. Mình sẽ tạo file torrent ngay trên NAS của mình nha. Ok, mình sẽ đầu tiên là mình sẽ vào trên NAS này, mình ấn vào Control Panel. Control Panel. Sau mình vào chọn là Terminal NSM. Sau đó thì mình mở cái, mình enable cái SSH lên. Đấy, là 22 mình để nguyên này, không thay đổi. Mình save. Khi mình không dùng mình tắt đi nhé, ở đây mình đang dùng mình mở lên. Ok, giờ mình ẩn xuống. Sau đó mình mở cái SSH lên. Mình gõ vào. Ở đây là mình có cái tên của mình, cái username dạng admin đấy, và cầm cái IP. Ok, mình sẽ vào SSH server. You want to continue connect? Yes. Rồi, đây có password. Mình gõ password của mình vào. Password để truy cập cái NAT ấy. Ở đây mình gõ là sudo gạch ngang cách này, gạch ngang y. Mình tiếp tục gõ. Rồi, ở đây mình gõ là, để mình xem cái hướng dẫn này, mình gõ là cái gì? Sudo cách docker cách ps, mình lấy, ok, sudo cách docker cách ps, để mình lấy cái transmission, mình sẽ tạo cái này bằng transmission các bạn nhé. Công cụ transmission là một công cụ mà download torrent, nó giống như là qubit torrent hoặc là utorrent ấy. Thì mình cài cái transmission này thông qua docker. Đấy, nhưng mà giữa cái qubit torrent và cái transmission thì cái transmission này có cái chức năng là tạo file torrent này bằng sh, nên là mình sẽ lấy cái này mình lưu lại, mình lưu cái. Đây là con mã số mà thay vì cái tên rất là dài như này thì mình lưu lại cái mã số này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm theo cái hướng dẫn trong này. Đây. Đây cho nó hơi nhỏ. Mình sẽ gõ lại cái này. Đây chính là cái đoạn mã của mình, đoạn mã vào transmission của mình, và mình có cái đoạn mã này, docker này, exec này, cách này, gạch ix này, sau này đến cái tên cái transmission này, là cái mã số này, sau có đoạn này, us này, này, này o này, đấy, cái đoạn này mình sẽ lấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử, mình tạo một cái file torrent. Đây mình đang dùng là cái NetHD. Thì mình sẽ rõ lại cái này nhé. Docker. Ở đây là do mình đang dùng máy khác nên mình không copy đoạn này được. Chứ nếu mình dùng máy kia thì mình copy này. Xong mình lấy cái mã cách này để đây. Cách tiếp. Cách US R. US R. B. Transmission like create cách cái cách hát thì cách từ cách hát sang ăn nhé.
Xong rồi cái ô. Mình thử này. Mình paste vào đây. Kích chuột phải. Lại nên nó ra. Nó dãy, nó sổ xuống một dãy thì là ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành là tạo checker này, version. Oh, cái ok. Đây, mình sẽ thêm các cái dữ kiện này vào đây. Mình để gạch ô. Đây là cái đường dẫn. Đấy, cái đường dẫn này nó sẽ đến là cái file torrent của mình. Bây giờ mình đang muốn thử là mình tạo một cái file torrent ở trên cái thư mục downloads transmission. Ở trên download transmission thì mình vào phần này. Mình sẽ kiểm tra cái phần download của transmission nhé. Đầu tiên mình vào Docker. Cái ứng dụng Docker ở đây. Mình đã cài sẵn cái transmission ở trên Docker này rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ vào cái phần image. Hello container đây. Container. Đây, mình có transmission QuickTorrent. Ok, mình sẽ ấn vào kích chuột phải. Chọn details. Và mình sẽ kiểm tra phần volume. Ở đây thì cái thư mục download của mình, mình dẫn cả cái này vào. Đây là ở cái 6T. Đó, 6T. Và download tức là cái thư mục 6T của mình. Đấy. Thì mình sẽ thử tạo cả hai thư mục là 4T và 6T. 6T thì nó là mặc định thư mục download của Qubit rồi. Còn cái 4T này thì mình sẽ thử nữa. Ok. Download. Mình thử 4T này. Ok. Đấy, và mình sẽ ẩn xuống mở cái file file station lên. Giữ cái 6T của mình. Mình có rất nhiều cái. Bây giờ mình sẽ thử một cái file mà nó có dấu cách nhé. Mình thử một file có dấu cách này. Mình để đây. Này nó không có dấu cách thì nó tạm là đơn giản. Ok, thì mình sẽ thử cái file có dấu cách này. Để mình lấy được cái tên này thì mình cần phải vào cái phần properties. Đấy. Nó nằm trong cái volume 56T này. Mình copy này. Xong mình để vào đây. Thì ở đây ý, thì mình phải sửa lại một chút. Là cái tên này mình sẽ đóng mặc kép vào đây. Chỗ này 6T thì mình sẽ sửa lại là gạch download. Đấy, bởi vì mình đã gắn cho nó là cái 6T này là cái đường dẫn là download của transmission. Bây giờ mình sẽ để là chấm torrent. Mình không nhớ mình đang ở từ đâu. Ok, mình đã thử mình tạo ra. Này, quay đầu tiếp. Gạch ô này, con gạch T này. Học file. Checker. Private.
Virgin. Không có, chỉ có cách đấy thôi. Cái đường dẫn của file. Ok. Rồi, tạo đạo này. Chúng to lên được chưa? Cách T đi. T mình sẽ thử mình không có cái tracker ở đây. Mình sẽ lấy thử cái tracker này. Từ Aristas này. Lấy được tracker này nhỉ. Cách tracker, cách download. Lấy luôn này, bỏ chữ torrent đi, xem tạo đọc gì. Rồi, mình thử tạo này. Cho nó hiện vậy. Mình thử tạo xem nha. Chết vô đây. Sao sao? À, tạo được các bạn nhé. Đấy. Tức là mình, nếu mà mình muốn tạo một cái file torrent ấy, mà nó có dấu cách ấy, thì mình cần phải để cái tên của nó, cái tên thư mục ấy, vào trong cái ngoặc kép. Thì nó sẽ được các bạn nhé. Ok, thì nó sẽ tạo ra được cái file torrent nằm ở trong này. Mình sẽ xem là nó sẽ mất bao nhiêu thời gian. Mình tạm dừng ở đây. Ok, thì mình bắt đầu từ lúc 5:43 thì kết thúc của nó đăng là khoảng tầm 5:49, tức là khoảng tầm 5-6 phút gì đó, hoặc là khoảng tầm 10 phút đi, trong 10 phút để tạo một cái file torrent. Đây là mình tạo từ một cái folder nhé các bạn nhé, folder có chứa nhiều các cái file. Thì mình sẽ kiểm tra cái folder này. Để trong cái folder 6T đây, mình tạo được cái file torrent nằm ở dưới cùng đây. Đây. Đây, file torrent của mình. Nó có dấu bạn nhé, và có khoảng cách này. Đấy. Ok, thì mình sẽ kiểm tra cái thư mục tiếng ngạo giang hồ này của mình nhé. Đấy. Các bạn thấy không? Rất nhiều file đúng không? Rồi mình sẽ tiếp tục tạo cái trong cái thư mục khác, không phải thư mục chứa thư mục đi liền với cả transmission nữa. Tức là cái thư mục đi liền transmission ấy, thì nó tạo dễ, còn nếu mà thư mục khác thì chưa biết được. Mình cũng chưa thử, ngày hôm nay mình sẽ thử. Đây, mình sẽ tạo này. Mình sẽ lấy cái đường dẫn này, nó nằm ở volume khác này. Nếu nó cùng volume với cả cái file chứa Docker ấy, à, file chứa transmission ấy, cái thư mục, cái volume chứa transmission ấy, thì rất là dễ tạo. Còn cái này thì mình chưa biết, mình sẽ phải thử. Mình sẽ thử tạo một cái khác. Chỗ này mình sẽ thay cái tên này. Này. Bằng cái này. Bằng cái tên mà mình thư mục. Ok. Ở đây thì thay vì volume mình sẽ để là 4T. Chúng ta mình sẽ sửa lại một chút. Rồi, chúng ta mình để dấu đây. Cái này cũng thế. Copy cái này. Mình sửa lại toàn bộ cái này. Chấm torrent, kiểm tra tracker.
kiểm tra thư mục. Rồi, tôi chạy ngay xem nó chạy nha. Vẫn là root này. Lúc này có chữ tàu nó có được không? À vẫn được các bạn. Tức là khi mà mình đã set quyền cho cái transmission, quyền admin, thì mình gắn các cái thư mục khác vào trong transmission thì tạo được. Thì nhân lúc là trong lúc đang chờ đợi, bây giờ lúc là 5 giờ 57 phút, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn qua một chút về transmission. Mình đã có một cái video hướng dẫn rồi, nhưng video này nó cũng hơi dài, cho nên bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn lại. Đây đầu tiên này là các bạn cần phải tải phần mềm Docker về. Các bạn vào phần mà package center à, có rất nhiều cách vào nhé, vào đây cũng được, các bạn vào chỗ này cũng được, tích chuột phải cũng được, trong một cái package center thì là có mình kéo được. Đó, thì trong này mình có thể tìm được cái ứng dụng tên là Docker. Chắc là nó đang tạo cái file torrent nên là mình bận rút. Đấy, các bạn tìm cho mình cái ứng dụng Docker. Đấy, làm thế nào là các bạn phải tải được và phải install được phần Docker này. Ở đây mình đã install rồi nên là mình chỉ ấn open thôi. Thì sau khi vào ấn open rồi ấy, thì các bạn vào, nếu mà các bạn chưa có transmission thì các bạn vào phần là image. Được chưa? Các bạn ấn vào đâu? Cái đây chứ. Cái registry này. Các bạn tìm cho mình một cái tên là transmission. Có rất nhiều ứng dụng này nhé, cái phần registry này. Các bạn tìm mình cái mà nó nhiều nhất. Đấy, nó có phần Linux server là gạch transmission này, quá tuyệt vời rồi. Đây là cái gốc của nó này, tức là cái này là cái chính, còn mấy cái đằng sau là cái phụ các cái tổng người dùng tạo ra. Đây 900 sao này thì là mình tải cái này về. Sau khi tải về ấy, thì nó nằm ở trong cái phần image. Đấy, nó có phần Linux server transmission này, bản latest là bản cao nhất này. Thì các bạn chỉ cần nhấn launch này, kích đúp vào, và các bạn kích vào đây rồi nhấn launch, là nó sẽ cài một cái phần container nó yêu cầu cài. Mình sẽ thử cài lại cho các bạn xem nhé. Đấy, kích đúp vào đây, kích đúp vào cái phần transmission mới nhất này, cái phần image này. Đấy, sau đó các bạn tên cái này các bạn cứ để mặc định, không được đổi đâu. Ở phần advanced setting thì các bạn chọn vào đây. Đấy, các bạn chọn vào là enable auto restart phần volume. Thì các bạn add là ở đây có hướng dẫn, trên mạng có hướng dẫn nhé các bạn nhé. Các bạn add vào là hai cái volume, một là config, mình không nhớ chính xác lắm, thì mình sẽ kiểm tra lại hai phần đó là bạn add vào add folder nhé, add folder. Đấy, phần network này thì các bạn là chọn là use the same network as docker host. Đấy, cái này các bạn để mặc định. Cái phần environment này các bạn phải add thêm vào đây, các bạn add thêm đây, sau đó add thêm cái một số cái thông số. Bây giờ mình sẽ không nhớ chính xác nhưng mà mình sẽ cho các bạn thấy trong này. Đây, transmission này không nhớ chính xác lắm. Cái phần đây environment ấy, là các bạn phải add thêm một số cái như là cái PGID này, PGID này, đấy, và cái PUID này. Nè, cái PGID các bạn lưu ý cho mình là chọn là 101, còn cái PUID là 1026. Thì cái con số này tùy cái con số mà các bạn cần phải kiểm tra nhé. Ở đây thì kiểm tra bằng cách nào, tí nữa kiểm tra cái này bằng dùng cái ESH đấy để kiểm tra. Các bạn gõ vào root và còn gõ ID thì nó sẽ hiện ra cái thông số của cái này. Đấy. Đấy. Cái TZ nữa, bạn thêm TZ là Asia Hồ Chí Minh. Cái này trên mạng có hướng dẫn của cài transmission trên Docker, các bạn chỉ cần gõ vào là cài transmission trên Docker và các bạn lưu ý sửa lại cái phần Asia Hồ Chí Minh này theo cái đúng như cái này của mình
Việt Nam, mình chỉ ở Asia Pac Hồ Chí Minh, một bên là TS, một bên là đấy, PGID, PUID. Ok, còn phần volume này các bạn phải thêm vào là hai cái volume chính, hai cái nó gọi là hai cái thư mục chính ấy, đó là cái thư mục config này, ba thư mục chứ, config này, thư mục watch, đấy, watch và thư mục là download, ba cái này chính. Còn mấy cái phụ này thì các bạn phải add thêm vào. Khi mà các bạn để là PUBGID là admin ấy, là quyền admin ấy, 101 ấy, thì các bạn thêm được các cái thư mục này và nó đọc được nhé. Còn những chỗ này các bạn mà để chỉ là 100 ấy, thì chỗ này các bạn sẽ không đọc được các thư mục này. Thì các bạn sẽ phải lưu ý để cái quyền admin. Ok. Thì cái này thì cụ thể hơn, ở đây mình không có thời gian nhiều để hướng các bạn lại, hoặc là mình làm một cái video khác để hướng các bạn cài transmission ở trên Docker. Docker các bạn thực sự là một cái ứng dụng thứ bên thứ ba, họ cho mình cài các cái ứng dụng khác như là giả lập ấy, thì mình cài qua Docker là ok. Đấy, mình vẫn chưa chọn tạo xong nên là mình sẽ, các bạn có thể tìm ở đây, không có là transmission nhiều nhé. Transmission Docker Synology là cái lý tạo ra các bạn nhé. Synology là cái ứng dụng đấy. Đây là các ông này hướng dẫn là how to install transmission on your Synology NAS này. Mình đang dùng NAS Pack Synology G19 đấy. Thì trên này là có hướng dẫn rất cụ thể, các bạn phải tải Docker về này. Trong phần all package này bạn tải Docker để open này. Sau các bạn phải tạo một thư mục transmission này. Đấy, tạo một thư mục transmission, tạo ở đâu cũng được nhé. À, sorry các bạn, cho các bạn nên tạo trong bên trong cái Docker này, bên trong Docker, nhiên tạo bên trong Docker transmission. Đấy, sau đó thì các bạn bên trong đấy các bạn tạo thêm ba thư mục nữa là khác, là data này, downloads và incomplete. Sau đó các bạn tạo cái tên khác nhưng mà phải gắn, nó phải gắn vào đây này, phải vừa gắn vào cái gắn vào đây này, ba cái thư mục này gắn vào với cả cái config này, cái download và cái watch. Thì cái này nó đơn giản thôi, tức là các bạn tưởng tượng là mình tạo ba cái thư mục là tên là gì cũng được, nhưng các bạn phải gắn vào cái phần bước gắn thư mục ấy, là gắn vào là tên một cái là cái incomplete, tức là chưa hoàn thành ấy, phải gắn vào cái watch đang xem. Còn cái mà download thì gắn vào download còn của mình, và cái config thì các bạn phải gắn cái data, ông này gắn vào cái thư mục tên là data, gắn với cả cái config. Ba cái config, download và watch này là cái để Docker nó nhận ra, cái phần mềm transmission trên Docker nhận ra được ba cái ông này. Cái này không thay đổi được nhé các bạn nhé, không ai thay đổi được. Ở đây có một cái lưu ý là đây chỗ là của mình, còn của mình ấy, cái download là mình để một cái hẳn một cái folder luôn, hẳn một cái folder volume 6T luôn. Chỗ này mình download này mình tạo hẳn ở bên ngoài, chứ mình không nhất thiết phải tạo trong cái transmission này. Mình chỉ để cái config ở trong transmission thôi. Cái data này. Đấy. Của mình thì nó hơi khác một chút. Đây, của mình nằm như này. Mình tạo cái phần volume này. Là mình tạo cái phần watch là mình để ở, mình tạo một cái thư mục tên là incomplete gắn với watch. Cái trên transmission ấy của mình ấy, là mình tạo một cái data, ở đây mình cũng tạo data luôn, mình gắn với cả config. Thế mình không có đây cái download của mình gắn với cả cái thư mục 6T. Đấy, có đâu những cái thư mục khác mình tạo đây, nhưng ông này, ông mua này ông làm nó hơi chưa đúng, tức là ông để là 100. Ở đây phải quyền admin của mình phải là quyền 101 và thêm phần TS TZ này này, cái phần TZ này này là cái Europe mà này mình sửa lại thành cái Asia, select your current Asia Hồ Chí Minh. Đây mình là Asia Hồ Chí Minh này, đây này Asia cách Hồ, cách Hồ, cách chỉ cách Minh này thì là ok. Đấy, cái PGID của mình là 101 chứ không phải 100. Cái PUID của mình là 1026 chứ không phải là đáng điều nhé, 1026 tức là cái PUID em giống mình. Còn PGID là 10100 này thì nó không đọc được các thư mục khác.
Nên thành ra là cái này mình có tạo 100 mình không thể đọc được cái thư mục khác nhé. Nên mình không thể tạo được cái torrent ở cái thư mục khác đâu. Nên cho các bạn phải đi lưu để cái phần PGID này là quyền admin. Đây của mình là 101. Mình vẫn chưa xong rồi. Lớn. Tóm lại như vậy nha, thì cái ông này ông tạo là nó hơi khác một chút và tạo ra cái ông này thì mình đã thử thử tạo nhưng mình không tạo được. Đấy, tạo ra cách này là nó không ổn bởi vì là nó bị gắn mặc định cái này rồi. Thì tốt nhất là các bạn hãy tạo cho mình theo cái cách là rất là manual, tức là tạo thủ công ấy. Nó rất đơn giản thôi, không khó gì các bạn. Cả Docker này về, các bạn vào phần registry, các bạn gõ vào permission, các bạn tải bản mới nhất về. Sau khi tải xong thì nó cái phần ảnh của nó ấy, phần ảnh dữ liệu của nó ấy, dạng ảnh ấy, nằm trong này. Bạn kích đúp vào đây, các bạn tạo. Cái này là như kiểu cái win ấy, các bạn cái file này các bạn là cái file dữ liệu, các bạn tải bao nhiêu, tạo bao nhiêu cái permission cũng được, tạo 10 cái cũng được. Đấy, thì cái này là cái cố định thư mục cài đặt. Các bạn đưa cái file cài đặt. Đấy, click vào đây. Xong các bạn để nguyên mặc định cái này, advanced. Chọn là enable auto restart. Volume này các bạn để cho mình trong Docker này các bạn tạo một cái transition. Đấy, cái bản data này, tạo một cái thư mục data và tạo thư mục là incomplete. Incomplete là chưa xong. Đấy ạ. Đấy. Thì tạo hai thư mục này, xong các bạn gán vào đây. Data này các bạn gán nó là config. Như thế. Làm tiếp. Đấy, cái transmission này, các bạn incomplete thì các bạn gán nó với cả là watch. Đấy, làm tiếp. Một cái thư mục khác các bạn tạo thư mục khác thì các bạn gán nó vào dụng mình 6T chẳng hạn. Mình gán nó vào download có chữ S. Đấy. Xong các bạn gắn tiếp các thư mục khác, nếu các bạn muốn trang cái này đọc các cái thư mục khác nữa đọc được thì các bạn gắn tiếp 4T, mình gắn là 4T này. 4T. Đấy. Network này các bạn để use the same network Docker. Để nguyên. Để nguyên. Đấy, cái này. Cái này các bạn phải thêm là PUID 1026. Cái này số này mới các bạn check nhé. Tí nữa check lại số này. PGID 101 tức là quyền admin, quyền group, quyền admin. Xong rồi gọi TS là TZ. Chỗ này các bạn điền vào là đây này, là phần select your current time zone này. Đấy, wiki này. TS data này. Time zone này các bạn tìm cho mình là Việt Nam. Đấy, thì nó có cái phần là Asia Hồ Chí Minh. Okay, đây. Đấy. Rồi. Ở đây thì như là phải thêm cả cái admin nữa chứ. Mình không nhìn khác. Này, nó vẫn phải tạo cái admin cho này. User pass này, mình tạo thêm các bạn nhé. Cái user pass này. User pass. Mà viết hoa nhé, thì mình sẽ tạo thêm. Cái này trên YouTube nó có một cái anh hướng dẫn, thì mình sẽ hướng dẫn qua các bạn. Nói chung qua nhưng vẫn phải làm được đúng không? User mình để là admin. Đó. Pass viết hoa, mình để là admin. Đấy, như vậy là các bạn apply là kiểu gì nó cũng xong nhé, nhớ nhé. Phần này là quan trọng này. Đó, phần này cũng quan trọng này. Volume các bạn tạo thêm cái volume, ấn add folder tạo thêm. Nếu các bạn vẫn muốn tạo thêm nữa, về sau các bạn này, về sau các bạn tạo thêm được, khi các bạn nhấn stop cái đang chạy, cái container đang chạy, các bạn stop, được nhá, bạn tạo thêm được, nhá, bổ sung thêm được. À, lâu hết nhỉ? Đấy, thì cái cách kiểm tra cái này thì các bạn có thể kiểm tra cái này này, cái user, cái PGID này, pass group ID ấy, và pass user ID ấy, các bạn
chỉ cần trên cái SH này các bạn gõ là vào phần root như mình đang vào đây nhá. Đoạn này này sẽ cho quay lại các bạn nhé các bạn. Nguyễn Đình thôi và mình sẽ dừng cái này lại, tạm dừng đây. Thì mình sẽ dẫn thêm. Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành cái phần tạo cái phần file torrent. Và nó mất khoảng hơn 30 phút các bạn nhé. 30 mấy phút bởi cái folder này của mình khá là nặng. Mỗi cái file nó khá là nặng. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái phần ID nhé. Các phần nút gõ ID. Sudo. Không nhớ sao. Ok, như mình phải lại. Cái root là không được root à. Rồi. Rồi, để là ID. Đây. Cái phần vào cái phần không có root nhá, vào đây thôi. Đấy các bạn kiểm tra được này, cái UID này là 1026 này. Đấy, groups là đây. Groups ID thì có hai cái, một là cái user để 100 và cái administrators để 101. Thì đây chính là hai cái thông số mà chúng ta cần phải đây, cần phải có nhé. Nên một cái là groups, phần groups này 101 này. Các bạn làm như này, nó tìm được cái PUID và PGID. Và các bạn để cái PUID ở đây, tạo cái PUID. PGID là 101, PUID là 1026, tùy cái thông số mà cái username của các bạn có nhé. Thì đấy là cách để mình tạo. Rồi, ok. Và các bạn nhớ là để TS là Asia Hồ Chí Minh. Cái pass là admin, user là admin, nên là tùy các bạn thay đổi. Rồi, thì đấy là cái cách mình đang dẫn sơ qua các bạn, vừa là tạo cái transmission trên Docker và vừa là tạo được cái file torrent. Đấy, tùy thì torrent này các bạn tạo ở bất cứ đâu cũng được. Các bạn không nhất thiết là phải ngồi trên máy, các bạn chỉ cần có NAS thôi, các bạn đứng từ xa bạn vẫn là trỏ vào được. Được ạ. Ok, thì xin chào các bạn nhé. Đây là mình đang ở trong nhà mình như để một và cái pass này. Nên là thứ hai là mình bảo mật, mình không show các bạn thấy cái domain mà mình dùng. Chứ còn nếu mà các bạn truy cập qua domain SSH là vẫn vào được các bạn nhé. Mình dừng lại đây. Xin chào các bạn.